đầu từ ngày 1 tháng 1 2017, chủ xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản sẽ bị xử phạt theo nghị định 46/2016 của Chính phủ. Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông PC67 Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký sang tên phương tiện đối với xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy các loại. Những ngày qua, thông tin đi xe máy không sang tên đổi chủ sẽ chính thức bị phạt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Mức phạt lên tới 400.000 đồng theo nghị định 46. Nhiều người dân lo lắng khi cho rằng tất cả những người tham gia giao thông trên đường nếu không đi xe chính chủ đều bị phạt. Việc mà mượn xe của người thân, người nhà trong gia đình đi lại, đó là việc bình thường, không phải bị xử lý là xe không chính chủ. Nhưng với điều kiện là khi lưu hành trên đường thì xe phải có đủ các giấy tờ theo quy định, như là phải có giấy chứng nhận đăng ký xe, phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự và người lái xe phải có giấy phép lái xe theo quy định. Chứ bà con đừng nghĩ rằng mỗi gia đình là cứ 5 người là phải 5 xe, 10 người là phải 10 xe. Điều đó là không đúng với quy định. Trên cơ sở đó, cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân có xe chuyển nhượng qua nhiều người, nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ, thì phải liên hệ với phòng PC67, công an các huyện, thành phố Bảo Lộc để nộp hồ sơ giải quyết và vẫn có thể làm thủ tục đăng ký chính chủ. Theo đó, nếu không cung cấp được đủ chứng từ sang đổi tên chủ, cơ quan chức năng kiểm tra là xe hợp pháp, thì sẽ được đăng ký chính chủ trong vòng 30 ngày. Hàng cuối để người dân thực hiện, để đảm bảo quyền lợi theo thông báo của phòng PC67 là đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, cơ quan đăng ký xe sẽ không giải quyết đăng ký đối với trường hợp xe chuyển nhượng qua nhiều người, nhưng không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ. Trong cái vấn đề này nó đỡ phiền phức về những cái quy định của pháp luật đó, từng hầu từng lúc. Thí dụ như những người mà họ có thì họ mua mỗi người mỗi chiếc, còn những người mà họ không có, thí dụ gia đình hai người ba người mà chỉ có một cái xe làm phương tiện thì đương nhiên là người trong gia đình cũng có thể đi được, và nếu như mà hữu sự thì người trong gia đình mang giấy tờ tới là xác nhận thì nó vẫn được. Việc này áp dụng cả với diện xe mua bán được cho tặng thừa kế, xe được phân bổ điều động. Tuy nhiên, khoản 9 điều 76 nghị định này cũng quy định việc xác minh để phát hiện hành vi không làm thủ tục sang tên xe chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên qua công tác đăng ký xe. Do đó, cảnh sát giao thông chỉ xử phạt hành vi khi không làm thủ tục sang tên xe qua công tác xác minh, khi cá nhân tổ chức đến cơ quan cảnh sát giao thông để thực hiện thủ tục sang tên, di chuyển xe hoặc trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên. Theo Điều 30 Nghị định 46, cảnh sát giao thông sẽ phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên, chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên mình. Có nhiều bà con mua mô tô xe máy qua nhiều đời chủ nhưng mà không tìm ra chủ sở hữu. Vấn đề này cũng rất là khó khăn cho bà con mua xe. Thì theo quy định tại thông tư 15 của Bộ Công an quy định thì những trường hợp này thì bà con đến cơ quan công an để xin làm thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu là phải có tờ khai và có cam đoan của người đang sử dụng xe, có xác nhận ở ủy ban, xác nhận của công an xã, phường và thị trấn. Thứ hai là phải đi đóng lệ phí trước bạ theo quy định, và trong vòng 30 ngày cơ quan công an sẽ có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng là xe này có liên quan đến vụ án có trộm cắp, có thế chấp hoặc có khiếu kiện gì không. Nếu trong vòng 30 ngày mà không có các cái trường hợp kia xảy ra thì cơ quan công an sẽ giải quyết sang tên cho bà con. Về việc xử phạt người vi phạm theo quy định, cảnh sát giao thông không được dùng bất cứ phương tiện nào để kiểm tra với lỗi chưa sang tên chủ xe. Cảnh sát giao thông chỉ được phép kiểm tra các phương tiện khi phát hiện ra lỗi vi phạm giao thông. Trường hợp con mượn xe của bố, vợ mượn xe của chồng
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có quy định nào xử phạt người đi mượn xe. Việc xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp xe chính chủ đang bị nhiều người hiểu sai, nên nhiều người ồ ạt kéo nhau đi đăng ký chính chủ. Thực chất trên thực tế, cảnh sát giao thông chỉ xử phạt hành vi không làm thủ tục sang tên xe qua công tác xác minh khi cá nhân tổ chức đến cơ quan cảnh sát giao thông để thực hiện thủ tục sang tên, di chuyển xe hoặc trong quá trình điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên. Để chủ động ứng phó với những sự cố an ninh mạng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đang tiến hành xây dựng và hướng dẫn các đơn vị vận hành các đội ứng cứu sự cố bảo mật máy tính. Bên cạnh đó là việc tăng cường đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng.